Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Arsenal. Và ngay sau đây là những tin tức nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Nicolas Pepe hiện tại đang nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal sau khi chuyển tới San Emirates với giá 72 triệu bảng vào năm 2019. Nhưng theo nhà báo Dean Jones, tiền vệ Declan Rice có thể sẽ phá vỡ kỷ lục này. Trước đó, theo nhà báo Rudy Galesti đã tiết lộ với Give Me Sport rằng Rice lấy ưu tiên hàng đầu của Arsenal trong ngày tới. Tuy nhiên, giá trị của cầu thủ 24 tuổi này sẽ không hề rẻ khi David Moyes tuyên bố rằng anh sẽ có giá trị cao hơn 107 triệu bảng, số tiền Chelsea đã chi cho Enzo Fernandez vào tháng trước. Trong khi đó thì Jones cho biết: "Tôi nghĩ Arsenal chắc chắn sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ để mang về Declan Rice, nhưng tôi không chắc họ sẽ chi quá 100 triệu bảng và phá vỡ kỷ lục nước Anh. Tôi nghĩ West Ham sẽ hy vọng điều đó xảy ra. Họ hy vọng rằng có thể nhận được 110 triệu bảng cho Rice. Tôi có thể hiểu tại sao họ lại đề xuất mức đó. Tôi chỉ không chắc chắn 100% rằng điều đó là thực tế." Trong tháng riêng vừa qua, thay vì mang về Rice, Arsenal đã ký ngắn hạn với Jorginho từ Chelsea với giá 12 triệu bảng. Cuối tuần vừa rồi tại Premier League, cả Arsenal và Brighton đều phải chịu những quyết định mà sau đó được cơ quan trọng tài mô tả là lỗi con người. Theo đó, trọng tài VAR Lee Mason đã quên kẻ vạch xác nhận biệt vị ở tình huống Ivan Toney lập công. Brighton lại gặp bất lợi vì trọng tài VAR xác nhận nhầm người đứng cuối cùng là James Tonkin, có đó tức bàn thắng của Estupinan. Chính vì vậy, Lee Mason và John Brooks đều bị công khai chỉ trích. Đáng chú ý là trường hợp của Mason khi cổ động viên muốn sa thải trọng tài này. Trong bối cảnh mọi thứ đang lộn xộn vì áp lực từ dư luận, giám đốc của PGMOL Hogan Graves đã quyết định thực hiện động thái quan trọng. Cụ thể, Graves đã triệu tập tất cả các quan chức tham gia cuộc họp PGMOL vào thứ ba sau những lỗi nghiêm trọng của VAR tại Premier League hồi đầu tuần. Tại Scotts Park, cựu trọng tài của Premier League muốn họp để thảo luận về những vấn đề đã xảy ra. Rất ít khi trọng tài phải hứng chịu những chỉ trích về cách sử dụng VAR và tổ chức cuộc họp gấp để nghiêm túc bàn luận vấn đề. Không bất ngờ nếu xuất hiện một án phạt nào đó dành cho Mason hay Brooks. Arsenal và Man City đang tạo ra cuộc đua song mã tại ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa pháo thủ vừa nở xanh thành Manchester là 3 điểm trước khi hai bên có cuộc đối đầu nảy lửa vào tuần này. Man City đối mặt với nguy cơ thiếu vắng tiền đạo Erling Haaland ở màn chạm trán sắp tới. Sát thủ người Na Uy dính chấn thương đùi và buộc phải rời sân ở đầu hiệp 2 trong trận đấu giữa Man City và Aston Villa. Chia sẻ mới đây, cựu tiền đạo của Arsenal Ian White bình luận về trận đại chiến sắp tới: "Chúng ta đã nhìn thấy những gì Haaland có thể làm để kéo giãn đội hình đối phương. Đây rất là trận đấu khó khăn với Arsenal. Chúng ta biết Man City chơi như thế nào khi thiếu vắng Haaland. Đó là trận đấu mà Arsenal cần thắng. Họ cần giành 3 điểm trên sân nhà. Man City biết rằng họ sẽ leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng nếu hạ gục pháo thủ. Tôi nghĩ Arsenal đã sẵn sàng cho trận đại chiến. Arsenal mong chờ trận đấu này. Họ sẽ chân trước Brentford, nhưng giành 1 điểm thì vẫn đủ tốt." Arsenal và Man City đã gặp nhau lần đầu tiên tại Premier League mùa này khi các nhà đương kim vô địch thực hiện chuyến đi tới phía Bắc London. Trước khi màn thủ diễn ra, cựu danh thủ Gary Neville đã đưa ra nhận định: "Tôi nghĩ Pep sẽ thực sự thích đối đầu với một trong những học trò của ông ấy là Mikel Arteta, người đã làm một công việc tuyệt vời trong mùa giải này. Arsenal là đội hay nhất cho tới nay, nhưng họ có thể bị tổn thương trước Man City và ngược lại. Mọi người sẽ nghĩ Man City đang săn lùng Arsenal, nhưng Arsenal cũng có thể đánh bại Man City. Bởi nếu chơi đúng với đẳng cấp của mình, họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng nếu Arsenal không cho thấy được bản lĩnh, Man City sẽ trừng phạt họ. Đó là một trận đấu thực sự thú vị, nhưng chúng ta cần nhớ rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước ở trong cuộc đua vô địch Premier League." Mùa giải năm nay đang chứng kiến một Man City không còn duy trì được sức mạnh tuyệt đối của mình so với các đối thủ khác trong cuộc đua tới ngôi vương, khi mà những lùm xùm liên quan tới việc Man City bị ban tổ chức EPL cáo buộc những hành vi không trong sạch trong việc minh bạch kinh tế vẫn còn chưa được giải quyết. Rất khó khăn để các cầu thủ của họ có thể tập trung chơi bóng với tinh thần cao nhất. Đó cũng là lý do khiến Rory, tiền vệ của Man City, đã trở nên rất thận trọng khi được hỏi về cuộc đua vô địch. Cầu thủ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Premier League là một giải đấu cực kỳ khắc nghiệt. Sự cạnh tranh của nó khiến cho bạn phải giành trên 90 điểm mới có thể nghĩ tới danh hiệu vô địch. Chúng tôi có lẽ vẫn ổn, nhưng với tình hình hiện tại vẫn còn rất nhiều những điều để cố gắng. Đua vô địch với một đội bóng có phong độ tốt như Arsenal quả là không hề dễ dàng. Họ đã có nửa đầu mùa giải chơi rất ấn tượng. Nếu họ vẫn giữ vững được phong độ vốn có, sẽ là không thể để có thể bắt kịp được họ."
Và vừa rồi là tất cả những thông tin nóng nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ qua. Nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.